Hi, xin chào các bạn cùng trở lại với kênh của Hiếu Nguyễn Fish và mình là Matthew Fish. Ok các bạn, thì hôm nay thì trở lại với một ngày tuần mới nữa. Chúng ta lại trở lại với cái thú chơi cá rồng của chúng ta. Thì hôm nay thì mình cho các bạn xem cái góc rất là chill của cái hồ cá của mình các bạn. Đó, bạn thấy không? Đó, những cái cây rau này gọi là rau chạy các bạn. Đó. Nó phủ xuống, bắt đầu nó xuống cái hồ đó các bạn. Mình cho một vài nhánh xuống hồ. Bắt đầu nó lên rêu các bạn, bạn thấy cái góc này không? À, rất là đã. À, khoe các bạn ơi. Mình thì mình thích cái phong cách này đó, nhưng mà nhiều anh em nói là sao để hồ xanh quá. Nước vẫn trong nha các bạn. Đây, các bạn thấy không? Nước trong vắt nha, do cái hồ nó bị rêu xanh thôi. Mình thích cái cảm giác gì mà nhìn con huyết nhìn rất là đã, ở ngoài nhìn rất là đã. Đó. Ok, thì trở lại với cái hồ hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với những cái câu hỏi của anh em, là rất là nhiều anh em đang thắc mắc là huyết thì nó nuôi với phong nào nó hợp hơn ha, để giúp cho cá huyết lông nó lên màu. Thì hôm nay thì mình sẽ bàn luận về cái vấn đề phong cho cá rồng ha. Ok các bạn, thì trở lại với cái hình thức là phong dành cho cá rồng, thì câu hỏi là cá rồng huyết lông này á, thì nó sẽ hợp với phong nào nhất? Thì cái này thì trước kia nha các bạn, trước kia thì theo cái quan điểm là để giúp cho huyết lông lên màu tốt nhất có thể là anh em sẽ ưu tiên là ba loại phong ha, nó sẽ ba cấp độ khác nhau. Thứ nhất là phong đen là ưu điểm nhất, tiếp theo chính là phong xanh dương và tiếp theo nó là phong trắng. Đó, phong trắng sẽ là lên màu chậm nhất nha anh em. Đó, phong đen sẽ là hỗ trợ cá nó lên màu nhanh nhất, và tiếp theo là phong xanh, sau đó là phong trắng. Đó, tại sao lại có như vậy thì cái này là kinh nghiệm đi trước của rất là nhiều anh em rồi ha. Thì khi mà các anh em cũng như các trại cá, khi người ta mà nuôi huyết lông đó, qua nhiều sự trải nghiệm đó, thì người ta cảm thấy rằng đối với cái phong đen á, là nó tạo một cái sự ổn định và cái nền tối á, thì con huyết nó sẽ lên màu rất là nhanh, và người ta đã thử nghiệm rồi đó. Kể cả những con huyết mà cái phẩm chất nó yếu hơn thì khi mà để vào phong đen thì nó vẫn sẽ lên màu nhanh, nó kích thích lên màu. Thì giống như là cái bản tính của con huyết là nó thích cái màu tối các bạn đó. Thì như vậy thì khi mà người ta áp dụng lâu dài thì người ta phát hiện ra rằng cái phong đen là cái phong chủ đạo giúp cho con huyết rất là dễ lên màu. Đó, rồi tiếp theo lại là cái phong xanh, thì đó là theo sở thích. Rồi tiếp theo nữa thì nhiều anh em lại thích một cái màu, cái phong cách khác nữa, đó là phong cách sáng. Đó, phong cách một con huyết nó sáng trưng luôn, giống như con bối vậy. Mà nhìn ra cái trường phái mà anh em thường hay chơi đó chính là huyết bạch ngọc á, thì anh em lại chuyển sang là chơi phong trắng. Thì đối với cái phong này á, thì nó sẽ tạo ra một cái con huyết nó, cái màu nó rất là sáng các bạn, cái màu cái lồng vảy ánh kim rất là đẹp, và cái viền vảy nó sẽ lên màu đỏ, và nhìn con huyết giống như là một cái miếng ngọc bội các bạn đó, miếng ngọc bội nhưng mà viền đỏ rất là đẹp, và tạo nên cái sự hấp dẫn rất là cao dành cho anh em. Nên là cái trường phái nuôi phong trắng nó ra đời. Tuy nhiên là cái phong trắng nó có cái nhược điểm là nó, con huyết nó sẽ lên màu chậm hơn so với những cái phong khác đó. Cho nên là như thế này nè anh em, nếu mà chúng ta hiện tại bây giờ, nếu mà chúng ta muốn con huyết của chúng ta ở màu nào thì chúng ta nên xác định ngay từ đầu là anh em thích con huyết như thế nào thì mình sẽ chọn phong như thế đó. Nói như vậy thì như thế nào các bạn ha, là như là anh em nào mà thích con huyết á, cái màu nó tối, nó ngầu á, đó, thì anh em chơi hoàn toàn phong đen ha, cứ ra mua con huyết và chơi thôi, bình thường thoải mái, đảm bảo là nó sẽ lên màu rất là nhanh. Đó, còn anh em nào mà thích cái phong xanh dương một chút xíu thì nuôi vẫn ổn, ok, không vấn đề gì hết. Còn trường hợp mà anh em mà muốn nuôi con huyết phong trắng thì anh em phải chú ý một điểm rất là quan trọng, đó chính là cái việc chọn cái con huyết phù hợp để nuôi phong trắng. Nó hoàn toàn khác hai cái phong kia nha các bạn. Trường hợp mà con huyết mà nuôi phong đen với phong xanh á, các bạn chỉ việc ra cái tiệm cá uy tín á, chúng ta chọn cái nguồn cá uy tín, chúng ta đem về nuôi thì nhất định là nó sẽ lên màu rất là nhanh và nó phát triển rất là tốt luôn.
Tuy nhiên đối với con huyết phong trắng là một cái trường phái hoàn toàn khác, nó cũng giống như là các bạn nuôi bối mà giữa con bối vàng và con bối blue, bối tím các bạn, sẽ là hai trường phái hoàn toàn khác nhau nha. Nó sẽ có một cái cách để nó lựa chọn những cái con huyết nào phù hợp với cái phong trắng. Thì như vậy thì qua cái quan điểm này thì anh em phải xác định lại là chúng ta thích cái con huyết ở phong nào, thì chúng ta sẽ tập trung để chọn con huyết để nuôi cái phong đó. Đó, và cái cách chọn đơn giản nhất chính là anh em cứ việc ra ngoài tiệm cá, anh em lên tham khảo những cái trang YouTube, những cái trang Facebook mà rất là nhiều anh em đã nuôi rồi. Chúng ta xem những con huyết ở trên đó người ta nuôi phong đen như thế nào, người ta nuôi nền tối như thế nào, người ta nuôi phong xanh dương như thế nào và người ta nuôi phong trắng như thế nào. Thì khi anh em xem nhiều như vậy, anh em sẽ cảm thấy rằng ồ, tôi thích cái con kiểu này, tôi thích cái con nuôi phong đen, thì chúng ta cứ việc ra tiệm. Hiện tại thì ở ngoài tiệm cá đã phân cho chúng ta rất là kỹ rồi, có hai trường phái luôn. Ở hiện tại các tiệm cá rồng ở Việt Nam mình đó là người ta sẽ chia ra luôn huyết nào để nuôi phong đen, huyết nào để nuôi phong trắng luôn ha. Còn anh em cứ ra lựa con đó thì anh em có thể là nuôi phong đen, phong cái con huyết mà phong đen á thì anh em có thể nuôi phong đen phong xanh, ok. Còn con huyết phong trắng á, thì anh em nuôi phong trắng ha. Thì như vậy ở ngoài tiệm người ta đã chia sẵn cho mình rồi. Tuy nhiên là cái này là mình phải có một cái kinh nghiệm riêng nữa để mình chọn cho nó đúng con cá nữa. Thì cái đó là một cái phạm trù riêng nữa thì mình sẽ chia sẻ ở clip sau ha. Thì hôm nay thì chúng ta chỉ xác định lại là chúng ta thích con huyết ở kiểu nào, thì chúng ta đi tham khảo hết đi. Chúng ta tham khảo, chúng ta đi coi cho đã đi, chúng ta đừng có vội vàng chúng ta mua con huyết ha. Coi cho đã đi, coi chúng ta thích cái kiểu con huyết như thế nào. Đó, thì sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta chọn con huyết phù hợp với mình và chúng ta nuôi từ nhỏ tới lớn, chúng ta không thay đổi nữa. Tại vì con huyết các bạn, nếu mà các bạn đang nuôi cái phong đen thì chúng ta đổi qua phong trắng, hoặc là từ phong trắng nên thích đổi qua phong đen á, thì nó làm ảnh hưởng tới cái tinh thần của con huyết rất là nhiều đó, và nó sẽ làm chậm trễ cái tiến độ của chúng ta và thậm chí nó làm hư luôn huyết của chúng ta luôn. Đó là anh em sẽ rất là dễ chán. Nuôi con huyết đã là một cái sự kiên trì rất là dài rồi. Con bối là các bạn có thể ngắm nhanh nha, nhưng mà con huyết là nuôi phải có thời gian đó, 2 tới 3 năm thì mới bắt đầu thấy được cái vẻ đẹp của nó đó. Cho nên đó là anh em cần phải kỹ trong cái vấn đề này để chúng ta chọn cá không bị nhầm ha. Ok, hôm nay thì ngắn gọn chia sẻ như vậy thôi. Thì những anh em nào mà có những cái ý kiến khác hay là có những cái thảo luận khác thì chúng ta có thể là comment trực tiếp ở bên dưới cái phần bình luận ha. Nên chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về cái kiến thức nuôi cá rồng ha, để chúng ta có được những cái kiến thức hữu ích hơn, tốt hơn để chúng ta chăm sóc cho cá rồng của chúng ta. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã dành thời gian theo dõi clip của mình. Và một lần nữa thì xin chúc anh em và gia đình có một cái ngày cuối tuần thật là vui vẻ, ấm áp và thật là nhiều thành công ha. Ok, thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha. Bye bye!